có một sự hòa hợp, cân bằng nhịp nhàng, một sự hòa điệu linh thiêng giữa chính bạn và muôn cây trong rừng. Khi bạn tiếp xúc với thiên nhiên, rừng cây, dòng suối, hoa nở, tiếng chim hót một cách trực tiếp mà không thông qua suy tư của tâm trí, bạn sẽ cảm nhận được tính linh thiêng, rộng lớn của từng đối tượng thiên nhiên mà bạn đang tiếp xúc. Bạn sẽ cảm thấy được chiều sâu của rừng cây, chiều sâu của bông hoa, dòng suối. Bạn sẽ cảm nhận được sự bao la vô cùng tận và đầy sức sống của hiện hữu. Bạn tiếp xúc thiên nhiên với trạng thái tâm không suy tư. Chỉ cần 5 phút sau, bạn sẽ bắt đầu thấy được một sự chuyển hóa vô cùng to lớn đang diễn ra bên trong bạn. Ta có thể coi sự chuyển hóa này là sự thanh lọc đến từ bản thể, đến từ nguồn tâm nguyên sơ. Vì khi tiếp xúc với thiên nhiên, không thông qua sự vận hành của tâm trí, mà tiếp xúc trực tiếp, thông qua chính sự hiện hữu của ta, thì sự thể nhập với thiên nhiên là điều sẽ xảy ra. Đơn giản là chính bản thân bạn là một phần của thiên nhiên. Bạn quan sát cả khu rừng và quan sát từng cây rừng. Tất cả những cây rừng đang chấp nhận, đang trọn vẹn với sự sống của nó như nó đang là một cách hoàn toàn, tuyệt đối. Những ngày này ở Đức đang vào mùa xuân, các cây bên thiền viện nhiều cây đã nở hoa rất đẹp. Không có ngày nào là tôi không đi dạo một vòng ngắm chúng. Khi tôi hoàn toàn trong trạng thái trọn vẹn nhận biết, tôi đang ngắm những bông hoa. Giây phút đó tôi thấy mình cũng đang ngắm chính mình thông qua bông hoa đó. Không có một nhịp phân cách giữa tôi và những bông hoa, giữa tôi khu rừng. Sự linh thiêng, minh triết đang có mặt nơi hiện hữu mỗi phút giây. Chỉ cần trở về tiếp xúc với thực tại như nó đang là, với trạng thái tâm trọn vẹn, bạn sẽ nhận ra vô số điều màu nhiệm, diệu kỳ của sự sống. Mà với tâm dán nhãn, tâm trục mũ, tâm quy ước, tâm định kiến, bạn sẽ không thể nào tiếp xúc, thấy những nhiệm màu, diệu kỳ của sự sống. Có dịp nào đó, tôi mời bạn cùng tôi đi vào khu rừng phía sau, thăm thiền viện nơi tôi đang ở. Chúng ta cùng nhau đi trong tĩnh lặng, không nói chuyện, không dán nhãn, không đặt tên bất cứ điều gì, mắt, tai ta xúc chạm. Thả lỏng hoàn toàn, tâm trí và cơ thể. Chúng ta đi và cảm nhận chính mình, cảm nhận không gian tràn đầy năng lượng, tĩnh lặng và sự sống linh thiêng đang có mặt trong khu rừng. Chúng ta đang đi vào sự tĩnh lặng. Và rồi bạn sẽ cảm nhận có một chiều không gian khác của tâm thức xuất hiện. Ở chiều không gian này, bạn sẽ không thể diễn tả được bằng lời. Có một sự hòa hợp, cân bằng nhịp nhàng, một sự hòa điệu linh thiêng giữa chính bạn và muôn cây trong rừng. Bạn nhớ để tâm mình đến từng cây trong khu rừng, và bạn sẽ cảm nhận được sự bình an trọn vẹn đang tỏa ra, và bình an đó thấm vào thân tâm bạn. Bạn sẽ thấy mình bình an lạ khi đi vào sự tĩnh lặng như thế.